Xin chào quý vị và các bạn. Tối ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đã vận động Trần Hoàng Huỳnh sinh năm 1994 ra đầu thú. Huỳnh đã chém đứt lìa bàn tay phải của ông VDK sinh năm 1972, cựu giáo viên, vào trưa cùng ngày tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Theo những điều tra ban đầu, thời điểm trên, tài xế Trần Hoàng Huỳnh dùng xe khách loại 50 chỗ chở các bệnh nhân COVID-19 từ trường tiểu học Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An đến trường cao đẳng y tế Bình Dương, phường Phú Hòa để cách ly. Trong lúc đợi bệnh nhân ở hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, giữa Huỳnh và ông Ca xảy ra mâu thuẫn do ông Ca ném đá vào xe ô tô. Bực tức, Huỳnh lên xe lấy hung khí chạy đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông Ca rồi rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, những người dân gần đó đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện cùng bàn tay bị đứt lìa. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thì nơi này đề nghị chuyển nạn nhân đến bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh do chậm trễ cấp cứu, bàn tay nạn nhân không thể nối lại được. Cơ quan điều tra xác định ông Ca không có mâu thuẫn từ trước đối với Trần Hoàng Huỳnh. Ông này không có nghề nghiệp ổn định, ở trọ một mình và có biểu hiện thần kinh không bình thường. Hàng ngày ông Ca thường xuyên đi lại trước khu cách ly trường cao đẳng y tế.